Chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng trong chuỗi series giới thiệu về bất động sản của thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay thì em Hùng sẽ lên cho anh chị về một cái siêu phẩm hơn 1 hectare nha quý anh chị, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ tầm 5 cho tới 6 km thôi quý anh chị ạ. Và hiện tại Hùng đang đứng trên đây là con đường chưa đất này anh chị. Như anh chị thấy hiện tại là con đường này theo ước tính của Hùng tầm phải ít nhất là từ 6 cho tới 7 mét nha anh chị. Đây, xe này thì đường này á, thì hiện tại á, thì nếu như mà anh chị đi xe gầm cao, những loại xe như xe 7 chỗ hay là những xe bán tải thì di chuyển rất là thuận tiện luôn. Từ đây chúng ta sẽ đi ra lại là Ngã Ba Phú Đồng chỉ tầm là gần 1 km thôi nha anh chị. Còn cái hướng tây ngược lại của hôm nay, tức là đây là chúng ta sẽ có đường này là chúng ta có thể là đi vào trong phía sau thì rất là nhiều nha anh chị. Đường này là đường hiện trạng và có trên sổ luôn nha anh chị. Và cái bất động sản mà Hùng muốn giới thiệu với anh chị đây, đây là vì gia chủ mà gia chủ đi có việc cho nên là cần phải bán gấp cái lô đất này. Như anh chị thấy hiện trạng lô đất này của mình đó là nó có tới hai mặt tiền luôn anh chị. Mặt tiền chính thế này, đây mặt tiền chính đây là bán đường đó là tầm gần 100 mét. Ở đây là cũng sẽ có một con đường đây, đây đây nha anh chị. Cái đường này mà khi mà anh chị mua rồi đó, anh chị có thể là thuê máy đào máy xúc đó thì họ sẽ quét sạch cho mình con đường này luôn. Đây là ranh giới này, đây là ranh giới giữa hai lô đất. Điểm đặc biệt của cái bất động sản này là phù hợp thổ cư 100% luôn nha quý anh chị cô chú. Phù hợp thổ cư. Đây bên đây của mình là có một cái bãi và của một cặp vợ chồng anh chị ở Việt Kiều người Pháp đúng không ạ? Ở phía bên đây thì cũng có rất nhiều những anh chị ở ngoài thành phố Nha Trang vô mua đúng không ạ? Mua rồi mình trồng chuối, mình làm một cái nhà nhỏ anh chị ha. Đó, anh chị thấy không ạ? Ở đây thì điện gió kéo là đặt nơi này, nước thì không thiếu luôn quý anh chị ạ. Rất là gần cái khu dân cư luôn anh chị ha. Đây như ở đây cái mặt tiền con đường này á, tiền bám là bám đất là tầm 100 mét nha anh chị. Tính từ cái ranh giới đây cái là dài suốt lên phía trên kia luôn. Trên kia còn có một con suối nhỏ nữa đúng không ạ? Thì nếu như quý anh chị nào mà mua cái này xong thì thứ nhất là anh chị có thể là mua để dành làm cái vườn đúng không ạ, trồng những loại cây ăn trái mình thích, ví dụ như là trồng chuối này, trồng chuối, trồng xoài, trồng chanh vân vân, những cái loại cây mà ít cần cái nước nhất chúng ta có thể là trồng đúng không ạ. Cái thứ hai là những ví dụ như anh chị nào mua để mà phân lại đúng không ạ, mình có thể là phân lại những cái diện tích trồng ví dụ như là 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 mét vuông để mình bán lại cho những anh chị nào mà có nhu cầu mong muốn sở hữu một cái nhà vườn gần thành phố nhất đúng không quý anh chị. Thì Hùng xin chia sẻ lại đất này là hiện trạng là đất cây lâu năm, phù hợp thổ cư 100% luôn, giá cực kỳ là rẻ luôn nha quý anh chị, giá chỉ bằng một tô phở thôi anh chị, giá chỉ bằng một tô phở thôi. Rồi quý anh chị cô chú nào quan tâm tới cái bất động sản này để là comment phía bên dưới hoặc kết nối với Hùng qua số điện thoại Hùng sẽ để trên màn hình, Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cũng như là đưa đón anh chị tham quan cái bất động sản này. Xin thành cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.